À, Bữa cả hổm nhà chị ơi, nói à, hôm chị nay ơi em đi chị qua nhà một cô khách, cô đây là người đã đi tour với em rất nhiều. Đó, cô kia chứ không phải cô này. đây là dì Nga sẽ đi tour Dubai. Đây 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 Đó. đây 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 Rồi, có móc rồi, hay quá. đó Nói chứ con có chuẩn bị cái móc trên xe nữa đó. ghê Mà chưa. con đâu có biết nhà có sẵn. Dạ. Này cả nhà ơi, hồng với ổi quá trời luôn. Cháu trái lạ rồi, chỗ ở đó đâu có có trái lạ, ở đó có Ngọc Châu. Cái hồng nè, đó thấy chưa, nè, thấy hồng đã không, đó đó hồng nè, rồi ổi nè, quá trời luôn nè, ôi hồng bự 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 không. Để mọc sắc 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 cái vỉa tường luôn nè, thấy không cả nhà? Sao được quá trời luôn, phải có cái bọc đưa con máng vô tay con bỏ vô cho nó dễ ha. Ôi thấy vậy mà hồn cái tận dụng mỗi thứ đang trồng cây ha. Quá wow. Trời luôn à. Quá trời luôn. Ngon không? Ngon. À, ngon. Quá hả? Đó, và đây là thành quả sau hái trộm. Nhưng thật ra không phải hái trộm nha. Cô chủ nhà nói là Ngọc Châu ơi, đến hái giùm cô đi, nhiều quá, nhiều quá. Đó, trời ơi, quá trời ngon không nè. Và thành quả một chút xíu thôi, được có nhiều đầy chứ mấy. Hồng là cả nhà bự lắm, sao có mấy trái chim nó ăn nè. Con giờ nè. Lựa là mấy cái hồng là ngon ngon đem theo. Dạ. Ủi cái gì á? Lấy bị thêm nó, lấy thùng thêm nó không? Để về lấy. Rồi đây nè, cho cả nhà coi cây hồng. Hôm nay Ngọc Châu đi hái hồng nè. Ôi cây hồng quá trời trái nè. Oh my god ơi, nó nhiều. Nó nhiều gì mà nhiều dữ vậy? Quá trời nhiều trên này, quá trời. Trời ơi. Trời, trái nó bự như cái tô rồi nè. Ờ, cái này nè, bên đây nè, qua đây đây con coi. Ở đây nè con. Nghe đó. Nè. Chục mới hết. Trời ơi, cô chưa nhìn nó bên đây nè, cô qua đây nè. Quá trời trái. Góc đây cô mới hốt khoảng nè. Hốt khoảng chưa? Trời ơi là trời. Rồi con đã nằm trên đây nè. Trời ơi, cái này ăn xong là khỏi đi khỏi đi toilet luôn. Táo bón khỏi đi luôn. Trời ơi là trời. Ông này ông nhạc ông rồi. Trời ơi. Ôi trái hồng nè.